Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Chiếc Khả Lọc nữa nè em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi khui lỡ bao bí kíp của bang, cũng như là đợi xem thử ra bí kíp gì và hỗ trợ cho anh em lên 12x nha nè. Cũng như là có thể đưa anh em những bí kíp anh em cần nha mọi người. Thì vì tầm này là bao bí kíp bán cũng khá rẻ nè em ơi. Sâu ở cái bát 1, bát 2, bát 3 thì khá là bán có giá nha nè. Tầm này thì không có giá bao nhiêu nữa nè em ơi. Ô, tầm này còn có nhiều em, nhiều anh em mở ngập lục thần nữa. Hồi xưa Khải mở cái này mấy trăm hộp rồi em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở đến lỡ bay bí kíp nha em, khui nha mọi người. Và để xem thì có cuốn bí kíp nào hiếm không nha em. Cuốn nào hiếm thì sẽ hỗ trợ cho bang lên 12x, cũng như là anh em nào cần sẽ giao cho anh em nó chơi nha. Không lấy tiền nha em. Nói chung là cái này hỗ trợ bang free. Khui. Ui, gì đây? Thấy gì mà ngũ độc đa phát, thiên vương đa phát quá trời đây. Ngũ độc, thiên vương, thiên vương đao đồ hai cuốn, tụ tiễn đường môn, ngũ độc trưởng, tụ tiễn nữa, thái cực quyền phổ, võ đăng quyền, thiên vương đao, vải trưởng, ba cuốn thiên vương đao, lưu tinh đao pháp, ngũ độc trưởng pháp, ui xưa, ngự lưu thực lô động của thiên, nhíp hồn đường môn, phổ đồ mật thịt nguyên mây chữa. Uầy, phong sự nghe mây phổ độ toàn bí kíp rác này em ơi. Có cuốn lô động của thiên là hơi hiếm hiếm, nhưng mà tầm này không ai chơi à. Đâm đầu không yên thua. Phổ độ, hai cuốn phổ độ này. Rồi ba cuốn thiên vương đao vãi cả nồi. Ngũ độc, hai cuốn ngũ độc đao pháp, một ngũ độc trưởng, một nhíp hồn cũng ok này. Bảo vũ này, bảo vũ hai bảo vũ. Một võ đan thiên địa, một thiên nhẫn lưu tinh, một con luôn xét. Nói chung ở lần khui này thì cảm giác không có cái bí kíp nào gọi là hiếm cả nè mày. Đa số những cái bí kíp cũng khá là bình thường. Ở tầm này thì những bí kíp này nó không còn giá trị bao nhiêu nữa nè. Nên là khui đỡ hỗ trợ cho ba anh em nào cần thì lấy thôi. Chứ hôm trước thì cũng nhiều anh em cần lên 120 này nọ. Nhưng mà tầm này cũng lên đầy đủ hết rồi. Tầm ra không có thiếu lắm nè. Rồi, chắc là Khải sẽ tạm dừng video tại đây. Và hôm nay khui 14 cuốn bí kíp mà cảm giác không có cái đồ gì đỡ cho bang này mà. Cũng ba cái cuốn bí kíp khá là thường thôi. Nếu anh em nào cần thì được Khải giao dịch cho anh em thôi. Rồi ok, bye bye anh em nha. Và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha mọi người. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.